Trong 2 tháng qua thì mình đã không còn sử dụng cái mic của DJI Mic và cái mic lab của Sony nữa, mà mình chuyển sang sử dụng Rode Wireless Pro. Thì nguyên một cái bộ như thế này mình mới nhận được, Rode tặng mình là khoảng đầu tháng 6 đó. Thì từ lúc đó trở đi là coi như là mình xài luôn cái mic này. Và trong chắc là phải mấy chục cái video vừa qua thì các bạn cũng đã thấy được chất lượng âm thanh của nó rồi. Ở trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ kỹ hơn về ưu nhược điểm mà mình thấy được ở trên con Rode Wireless Pro này. Và vì sao á, đối với mình ha, DJI đúng là nó vẫn có một cái giá trị rất là cao so với lại những cái tính năng mà nó mang lại, nhưng Rode thì vẫn có một cái vị trí cực kỳ đặc biệt và cũng là lý do mà tại sao mình đã xài Rode trong một thời gian rất là dài. Rồi bây giờ thì mời các bạn coi video này ha. Trước tiên nói một chút về lịch sử đi, thì cái micro không dây đầu tiên mà mình từng mua là Rode Wireless Go, cái con đời 1 đó các bạn, chứ chưa phải là cái con đời 2 luôn nha. Mình mua nó vào khoảng năm cuối năm 2019. Thì khi đó mình bắt đầu làm video nhiều hơn mình mới mua nó, chứ còn trước đó đúng nghĩa là mình chỉ xài một số cái mic mà mình mượn của người này người kia thôi. Thì con Rode Wireless Go nó theo mình tới tận năm 2022, cho tới khi mà con DJI Mic bắt đầu bán ra chính hãng tại Việt Nam thì mình mới đổi sang con DJI Mic. Thì đối với lại Rode á, thứ nhất nó có một cái sự tin cậy rất là cao khi mà mình dùng nó đi cho những cái sự kiện lớn và đặc biệt là đông người, hay là mình có thể dùng nó cho những cái việc mà mình quay video bình thường ở nhà, thì cái độ ổn định và cái chất lượng âm thanh tốt là những cái điểm mà mình ấn tượng đối với Rode. Nhưng mà nếu các bạn để ý á, thì khoảng năm 2022 và 2023 á, thì tính ra những cái sản phẩm của Rode á, là giá của nó đang quá cao so với lại những cái mà nó có thể đem lại được. Cho tới khi mà DJI Mic xuất hiện một cái á, là các bạn thấy chính bản thân mình cũng đi mua DJI Mic luôn. Rất nhiều bạn content creator khác là cũng đang xài DJI Mic đời 1. Tới năm nay thì DJI Mic nó ra tới đời thứ 2 rồi ha. Mình thì vẫn còn đang xài DJI Mic đời 1. Thì từ cái thời điểm đó trở về sau á, thì Rode họ bắt đầu có một cái chiến lược giá nó khác hơn. Nó tập trung đúng vào những cái giá trị mà họ đang có, tức là nó chỉ còn nhỉnh hơn một xíu so với lại DJI Mic thôi, trong khi vẫn đảm bảo tính năng á, thì gần như đầy đủ hoặc thậm chí là hơn so với lại cả DJI Mic luôn. Và thậm chí với con Rode Wireless Pro này ha, khi mà mình để lên bàn cân á, thì mình thấy là mua nó còn lợi hơn so với lại một con DJI Mic nữa. Chút nữa mình sẽ phân tích với các bạn kỹ hơn những cái lý do. Và như lúc đầu mình có nói đó, trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì những cái video mà mình quay có thể là ở nhà, ở event, ở những nơi đông người, ở những chỗ có thể có tới vài trăm bạn creator, thì mình cũng đã quay bằng con Rode Wireless Pro. Thì cái bộ micro này á, nó có những gì? Thứ nhất, nó là một cái micro không dây, cho nên là các bạn sẽ có một cái bộ thu nhận sóng trước, và cái bộ đó thì các bạn sẽ dùng để gắn vào trên máy ảnh của mình. Trong trường hợp các bạn không xài máy ảnh, không sao hết, các bạn có thể dùng nó với lại iPhone cũng được nè, nó có sẵn một cái dây Lightning đi kèm, hoặc là dây USB-C đi kèm cũng có. Các bạn có thể dùng nó với lại điện thoại Android, có thể dùng nó với iPad, bất cứ thiết bị nào mà chấp nhận cái đường đầu vào của âm thanh, bất kể là jack 3.5 hoặc là bằng USB-C thì các bạn đều có thể sử dụng được ha. Nói cách khác thì đây đúng nghĩa là một cái sản phẩm sinh ra dành cho các bạn content creator, và các bạn có thể xài bất cứ thứ gì mà các bạn đang có trong tay để quay video, và lúc đó nó vẫn sẽ có đảm bảo tiếng cho các bạn. Thứ hai là nó sẽ đi kèm hai cái micro không dây như thế này. Ở đây là mình đang phải tắt một con đi ha, chứ nếu không thì nó lẫn cái đường voice vào. Và một con á, là đang dùng để quay chính cái video này. Toàn bộ cái video này là các bạn nghe được âm thanh của Rode Wireless Pro mà không qua chỉnh sửa gì hết. Đối với lại cái micro của Rode Wireless Pro á, thì chất lượng hoàn thiện là vẫn rất đỉnh cao nha, cực kỳ chắc chắn, rất đẹp, và thậm chí năm nay mình thấy họ làm còn tỉ mỉ, họ làm còn kỹ hơn so với lại Rode Wireless đời 1 mà mình xài nữa. Nhưng mà có một cái điểm mà mình chưa hài lòng lắm, đó là cái cục này tính ra thì vẫn còn hơi to so với lại những cái cục của DJI Mic á, thì các bạn sẽ thấy là cái cục DJI họ làm gọn hơn, thon hơn rất là nhiều, cho nên nhiều khi các bạn cần mà gắn lên trực tiếp ở trên cổ áo á, thì con DJI Mic nhìn nó thanh hơn, chứ con này thì vẫn còn to lắm. Còn đối với người mà chủ yếu xài mic lab như mình á, thì cái vấn đề này thì nó không quá nghiêm trọng. Và thêm một điểm nữa đó là các bạn thấy á, cái mic mà mình đang đeo nhỏ nhỏ ở đây nè, cái mic lab này nè, là nó cũng là của Rode luôn. Và tất cả bất kể là đầu thu hay là đầu phát á, thì các bạn sẽ có một cái hộp như thế này. Ban đầu nhìn qua tưởng nó chỉ là một cái hộp thông thường thôi, nhưng mà thực chất nó cũng là hộp sạc tích hợp pin ở bên trong, tương tự như những gì mà DJI từng có ha các bạn. Để mà các bạn cắm vào thì nó sẽ tự động sạc cho cái micro của các bạn luôn, cho nên là xài rất là yên tâm và cái thời gian dùng pin cũng rất là lâu. Thường á, là chắc mình quay cũng phải, ví dụ tính tổng thời gian quay á, chắc là phải tầm 6-7 tiếng gì đó mình cũng phải sạc lại, và mình nghĩ đôi khi có khi còn lâu hơn nữa, tại vì cái thời gian dùng pin nó lâu quá cho nên là mình cũng chẳng để ý nữa. Nhưng quay trở lại với những gì mà các bạn nhận được khi mua Rode Wireless Pro, thì các bạn sẽ có thêm một cái hộp như thế này. Thì trong cái hộp này là một mớ phụ kiện luôn, thì nó sẽ bao gồm những gì ha. Đầu tiên á, là các bạn sẽ có một cái sợi cáp USB-C to USB-C để các bạn gắn cái con Rode Wireless Pro này vào điện thoại Android hoặc là những dòng iPhone 15 nè trở về sau. Rồi một cái sợi USB-C to Lightning để các bạn dùng với iPhone 14 trở về trước. Chưa hết còn nữa nha, một cái miếng dẻ để mà các bạn, ủa này mình chưa khui luôn á,
cái này là một cái miếng dẻ để lau, mình nghĩ vậy. Rồi các bạn sẽ có một cái jack 3.5 ly để nối con Rode Wireless Pro với lại cái máy ảnh của các bạn nè. Rồi cái này thì là cái tờ giấy thôi, không gì. Rồi các bạn cũng sẽ có hai cái đầu lọc gió nè, các bạn cũng sẽ có một cái đồ kẹp dành cho mỗi cái mic lap, và các bạn có tới hai cái mic lap ở trong đây lận. Rồi các bạn cũng sẽ có hai cái vòng cố định dành cho hai cái mic lap của mình luôn. Và cái đây để mình cho các bạn coi, chưa hết nha, vẫn còn nữa, các bạn vẫn còn thêm một cái sợi dây USB-C nữa. Sợi dây USB-C này á thì nó có thể truyền tải file với tốc độ lên tới 5 gigabit lận, và bản thân sợi này cũng hỗ trợ sạc lên tới 60W ha, là rất là bao la luôn. Đây là một cái sợi mic lap. Thì đây cũng là một trong những cái điểm giá trị nhất khi mà các bạn đi mua cái bộ Rode Wireless Pro. Tại vì mic lap của Rode thì chất lượng rất là cao. So với lại cái mic Sony mà mình từng xài thì mình thấy là âm thanh của nó chi tiết hơn và ấm hơn, mình thích hơn khá là nhiều luôn. Tuy nhiên giá của con này mình nhớ cũng phải 1 triệu hoặc là hơn á, có khi là hơn luôn á. Thì ở trong cái hộp này các bạn đã có hai cái mic lap như vậy, và hai cái không á là tính ra là đã khoảng coi như hẳn 2 triệu mấy rồi. Trong khi đó các bạn còn có thêm một mớ phụ kiện này nữa, rồi các bạn vẫn có thêm cái micro. Đó là lý do mà tại sao mình nói á, năm nay á, tính ra là cái bản Rode Wireless Pro nó vào khoảng 9 triệu cho cái phiên bản mà full hết tất cả mọi thứ, hoặc là khoảng 7 triệu mấy nếu mà các bạn không có xài mic lap. Thì cái giá trị mà các bạn nhận được bây giờ của Rode á, nó đã tương đương với lại DJI rồi, và thậm chí là còn nhỉnh hơn. Cho nên nếu mà bây giờ các bạn đi mua Rode thì nó cũng rất là hợp lý. Và cái mic lap này xài rất đã ở chỗ á, là các bạn nhìn thấy cái đầu của nó có một cái vòng cố định để khi mà các bạn gắn vào trong con Rode Wireless Pro á, thì nó sẽ siết lại và đảm bảo là cái chốt này sẽ không bao giờ bị lỏng hết. Đó là một cái sự yên tâm. Tại vì thế nào mà các bạn chẳng bị một lần nhiều khi nó lỏng dây ở ngay cái đầu đó, ở ngay cái đầu mà các bạn cắm vào trong cái micro của mình á, rồi cái tiếng của nó không có tốt, tiếng của nó bị sẹt, đúng không? Mình thế nào cũng bị rồi, mình cũng đã phải từng quay lại cái thời mình xài con DJI và con Rode 1 rồi. Đó là những thứ mà con Rode Wireless Pro này nó có thể đem là được cho các bạn. Tức là ngoài tính năng thì nó còn có sự yên tâm nữa. Và ngoài ra thì còn có một mớ mấy cái đầu lọc gió nữa nha các bạn. Nhiều lắm, trong đây có 2-3 cái lận. Một điểm nữa mà mình thích ở con Rode Wireless Pro đó là cái màn hình của nó năm nay á, được làm sáng hơn so với là những thế hệ trước nè. Rồi cái hiển thị hình ảnh nó cũng đẹp hơn, nhìn cái màu sắc của nó cũng đậm đà hơn nữa các bạn. Nhưng mà chưa hết, có một cái này là mình còn ưng nhất và trên những con DJI mình từng test thì chưa có nè. Đó là khi mà mình kết nối cái Rode Wireless Pro với lại cái máy ảnh của mình á, khi bật máy ảnh lên là con Rode nó tự động bật lên luôn. Khi mà mình tắt máy ảnh thì cái con Rode Wireless Pro, cái con receiver nó cũng tự tắt đi. Như vậy ha, nó sẽ tránh được cái trường hợp mà nhiều khi các bạn ngồi quay đã đời hết rồi, xong rồi các bạn mới phát hiện, ôi chết cha chưa bật mic. Đó, nó tránh được, nó giảm thiểu được cái rủi ro đó. Thứ hai đó là nếu mà các bạn tắt máy rồi mà các bạn quên không có tắt cái con Rode Wireless của những cái thế hệ trước á, là nó rất nhanh hết pin. Tới cái lúc mà các bạn cần thì mở ra, chết cha, hết pin rồi. Thì bây giờ sẽ không còn lo chuyện đó nữa, tại vì nó sẽ đồng bộ cái việc tắt bật đó với con máy ảnh của các bạn luôn, rất xịn nha. Một cái tính năng rất nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy cái cách mà Rode họ suy nghĩ về cái tính năng này, nó sẽ giúp cho những người làm video, nhất là những bạn mà thường phải quay một mình như mình, rồi thỉnh thoảng mình có thông quay giùm, nhưng mà với những cái pha mà mình phải tự quay á, thì cái việc này nó giúp cho mình rất nhiều luôn. Cũng giống với lại những con DJI Mic với lại Rode Wireless Go 2 á, thì bản thân cái mic này á, các bạn cũng có tính năng ghi âm trực tiếp ha, và nó hỗ trợ 32-bit float. Thì khi mà các bạn cần thêm một cái đường backup nữa thì các bạn cũng có thể bật lên. Riêng mình thì mình họ gần như không bao giờ mình xài cái tính năng này hết trơn á, tại vì mình muốn ghi âm trực tiếp vào bên trong cái máy ảnh của mình luôn. Về chất lượng âm thanh thì các bạn cũng có thể nghe được ở trong cái video này, là các bạn có thể tự đánh giá được ha. Đây là chất lượng âm thanh đến từ cái mic lap của con Rode Wireless Pro, và lúc mà mình nối vào thì tụi nó chạy không dây với nhau thôi. Với cái cách mà mình thường sẽ xài con Rode Wireless Pro á, thì thật ra là cái khoảng cách mà mình thường quay á, nó không có quá xa đâu. Nó đâu đó khoảng tầm 10m hay thậm chí là 20m đổ lại thôi. Thì trong cái tầm đó thì chất lượng âm thanh vẫn rất ok. Nhưng mà Rode thì từ trước đến giờ là cái khả năng bắt sóng của nó cũng đã rất tốt và cũng ở khoảng cách xa rồi, cho nên đây cũng không phải là vấn đề mà các bạn cần phải lo lắng khi mà các bạn đi mua con Rode Wireless Pro này. Tất nhiên nếu mà các bạn không cảm thấy hài lòng với cái mic lap của Rode thì các bạn có thể thay bất cứ cái mic lap nào mà các bạn muốn đều được hết ha, không sao hết. Tại vì mình biết là cái âm thanh mà mỗi cái mic nó thu vào nó sẽ rất khác nhau, và có khi bạn thấy cái mic của con Rode này là không hài lòng, không chấp nhận được, thì lúc đó các bạn đổi một cái khác thôi, không sao hết. Còn với mình thì mình thấy chất lượng mic lap này là rất ok. Cái tiếng của mình nó được replicate lại giống với những gì mà mình có thể nghe được ở ngoài đời, và nó tạo được cho mình một cái sự yên tâm các bạn, kiểu như là cứ thế mà chơi thôi. Hiện tại ở trong cái phòng studio này của mình á, có một cái nhược điểm đó là nó còn quá ít đồ, cho nên là có thể các bạn sẽ nghe cái tiếng echo, nhưng mà còn lại về chất lượng âm thanh thì mình thấy là không có gì để mà than phiền ở cái bộ Rode Wireless Pro này hết. Sẵn đây á, cũng muốn chia sẻ cho các bạn một thứ mà mình xài Rode chưa từng bị, nhưng DJI thì mình đã từng bị một vài lần rồi.
đó là khi mà mình đi vào những cái chỗ rất đông người đang xài DJI á, thì cái con DJI lúc đó cái tiếng á nó bị đứt quãng, tức là 99% thời gian thì vẫn ok, nhưng mà khoảng 1-2% thời gian á thì nó bị đứt, tiếng nó bị xè và nó không nghe được cái tiếng mình nói luôn. Mình nghĩ đó là một cái tình trạng bị nhiễu tín hiệu, tại vì xung quanh lúc đó đang rất nhiều người đang xài DJI Mic. Trong khi đó hồi năm 2022 á, là cái thời đó là con DJI Mic nó chưa có phổ biến. Đa số các bạn gọi là creator thì vẫn còn đang xài là con Rode Wireless đời 1 á. Thì khi mà mình đi cái sự kiện của Apple, lúc mà Apple ra con iPhone 14 á các bạn, thì khi mà mình xài con Rode Wireless Go đời đầu của mình ở cái sự kiện đó, thì chưa bao giờ mình gặp cái tình trạng sẹt sẹt của cái tiếng nói hết. Và cái đoạn âm thanh và tất cả những thứ đó nó đều rất là ổn định luôn. Mình cũng đã từng nghe một vài người nói về chuyện là đến những cái khu vực mà rất là đông người cùng xài DJI Mic thì các bạn bị nhiễu âm thanh rồi. Còn với Rode thì mình, bản thân mình chưa bị nha, mình không biết thì với cái trải nghiệm của các bạn thì sao. Nếu mà các bạn có bị thì các bạn nhớ comment chia sẻ thêm giúp mình để mình biết thêm. Còn đối với lại con Rode Wireless Pro này và kể cả những cái dòng Rode trước đây không dây á, thì Rode họ có một cái công nghệ không dây độc quyền của họ, chạy trên tần số 2.4 GHz để mà nó link giữa cái con không dây này với lại cái con receiver á. Thì mình thấy đó cũng là một cái điểm mà Rode trở nên khác biệt so với lại DJI hiện nay. Tuy là chắc là phải 99% trường hợp thì các bạn không bao giờ bị đâu. Chỉ khi nào mà cùng một cái không gian rất nhỏ đó mà rất nhiều người xài á, thì may ra các bạn mới thấy được mà thôi. Còn về nhược điểm của con Rode Wireless Pro thì mình thấy có hai cái ha. Thứ nhất á, như lúc nãy mình nói là bản thân cái mic này nó vẫn còn hơi to. Mình thích cái cách mà DJI họ làm hơn, nhìn nó thon gọn, nhìn nó dễ chịu hơn. Với thứ hai á, đó là cái màn hình của con DJI Mic 1 và Mic 2 á, thì nó nằm ở phía trước và nó quay về cái phía trước này nè. Cho nên ví dụ như mình đang đứng ở đây, mình đang ngồi mình tự quay thì mình có thể kiểm soát, mình có thể thấy được cái voice nó nhảy như thế nào. Còn đối với lại cái con Rode Wireless Pro này á, thì cái màn hình nó lại nằm ở phía trên. Cho nên tính ra là cái video này đang có thông quay giúp mình thì các bạn thấy là thông có thể monitor rất dễ. Nhưng mà mình thì mình không có thấy rõ được. Mình vẫn thấy được nhưng mà nó không có rõ ràng á. Còn lại thì hiện tại thì mình chưa có gì để chê ở con Rode Wireless Pro này hết. Nếu như mà các bạn hỏi mình là có nên mua Rode Wireless Pro để mà nâng cấp chất lượng âm thanh cho cái video của các bạn hay không, thì câu trả lời của mình chắc chắn là có rồi. Cơ bản là đây cũng là một sản phẩm không có rẻ đâu. Một cái bộ micro mà giá 9 triệu hay không rẻ rồi đó. Nhưng mà các bạn đừng quên là khi mà các bạn làm một cái video á, thì âm thanh đôi khi nó còn quan trọng hơn so với hình ảnh nữa. Và âm thanh sẽ là một cái mà các bạn xứng đáng để mà các bạn có thể đầu tư vào, và nó sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả cho các bạn ha. Cái video này á, thực chất thì ban đầu là mình chưa định mua cái bộ Rode này đâu. Tại vì con DJI Mic 1 của mình vẫn còn xài ok mà. Nhưng mà Rode khi đó, tận Rode bên Úc luôn nha, họ email, họ nói là mày muốn xài thử không? Rồi mình nói ok, mày ship đi, tao xài thử luôn. Và khi mà mình xài thử thì mình thấy công nhận, hài lòng thiệt. Và chính những cái chi tiết nhỏ như cái kiểu mà nãy mình nói với các bạn, nó đồng bộ trạng thái bật tắt với cái máy ảnh á, nó là một trong những thứ làm cho mình cảm thấy cái bộ Rode Wireless Pro này nó rất là hay, sẵn sàng xứng đáng để mà các bạn bỏ tiền ra mua, và nó phục vụ rất tốt cho các bạn làm video giống như mình. Rồi, vậy ha, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.